Hôm nào mình đang nghe Valentine nha anh em. Đây đang nghe Valentine đây. Nghe qua hai cái lo lớn này luôn rồi nha. Giờ mình rút ra đây. Rút ra. Đang nghe lo trong máy này, mình đang nghe Valentine này không? Hôm nay là nó được cái là biết sao. Nó nghe được ra hai lo ngồi. Và nó ngồi vô luôn nha. Giờ rút ra này. Giờ mình thử chức năng radio. Với lại tại vì mấy con này nó đứt, nó xấu xấu nhưng mà nó nàng nha. Nó tham quốc tất cả để chỉ dành cho bóng đá. Nhưng tuy nhiên nó ấm lắm luôn nha. Đàn này cũng rất nhiều. Dò thử được nhiều đài này. Anten nó còn này nha. Nhưng mà nó gãy mấy nút này, nút nguồn này. Nút gì đây? Nó gãy ba còn là 1, 2, 3 mà khoảng thò cái tay dùng bật được nha. Ta chọn chế độ ban thôi mà tiếng thì thấy được nha. Tép này phát tép à, lại thêm một vụ cháy nổ xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng ở quận. Và sau vài hôm thức dậy vào lúc 2 giờ sáng có là tiếng rõ nó đài rất nhiều những cái vụ hỏa hoạn à, thưa ông. Con đầu lòng đã cất tiếng khóc chào đời. Xịt vào bờ bẫy là chút rút cái cục cái nắp cái nấm này nè, xịt vô. Hạnh phúc bốn nằm ngay trong mỗi chúng ta. Rồi giờ mà thử cassette này. Nãy mình của Đức luôn gì, thử đi. Mà ta thấy trên mỗi đoạn đường đi, chứ không phải là kết quả cuối cùng chờ đợi ta phía cuối con đường. Bây giờ mở ra em đã từng nghe ai đó nói rằng quá khứ là hôm qua, tương lai là ngày mai. Lâu đầu tượng, quá khứ cất giữ những thứ đã qua, còn tương lai là hy vọng. Chỉ có hiện tại là thứ duy nhất mà ta có. Đúng, chạy là phần không? Mà số ta đang nắm giữ. Đừng dành quá nhiều cho quá khứ. Cái này ra cái xét. Cái xét này bật xuống nút này nè. Cái này leo đầu tượng lại xíu nha. Tiếng trầm là đủ là thế nha anh em, leo đầu từ xíu nha, leo đầu từ này tại vì mình lười vậy, cũng là quẹt quẹt đầu từ xíu. Cuốn này cũng vậy anh em, đài này, đài thì mình gạt cái nút này lại. Chuyện nhất của ngôi nhà thì được dành để kinh doanh hoặc là cất giữ hàng hóa, và người dân và người thuê trọ thì là ở trên cái tầng cao nhất. Và khi mà rồi ok anh em nha, con này bán là những người bán 1,2 triệu nha. Đi xuống dưới nữa thôi. Nha. Vâng, trong nhà thì thường là chỉ có một lối thoát nạn duy nhất. À đó, coi thôi còn tua được không? Với mô hình nhà ống thì chúng ta cũng biết rằng là các lối thoát nạn thường làm chính là lối ra vào. Tua được luôn này. Mà với mô hình nhà kinh doanh thì các cái tầng 1 và tua lại được luôn nha. Thuận lợi thì thường là sẽ để chỉ gãy ba nút này thôi. Hàng hóa trưng bày cũng như là để sử dụng làm kho. Thì khi đám cháy hình thành thì sẽ cháy từ dưới lên. Thì cái lối thoát nạn duy nhất thì cũng ra được hai lo ngồi luôn nha. Các cái lối thoát nạn khác thì chúng ta mình gam lo ngồi cho nghe này. Cái hai lo ngồi luôn này, hai lo bự. Một yêu cầu là sẽ phải tiến hành tổng kiểm tra hoặc không? Là giả soát những cái cơ sở mà có nguy cơ cháy nổ cao. Tiếp này. Tuy nhiên là có lẽ thì điều mà dư luận mong muốn hơn đó là cảm giác như là những cái cuộc giả soát của chúng ta thì nó vẫn là một cách rất là hồi hộp. Và điều mà dư luận mong làm sao là những cái cuộc giả soát thực chất hơn. Vậy thì ở góc độ của mình thì theo ông Vinh là cuộc giả soát như vậy thì điều chúng ta cần phải làm. Vâng. Càng đông càng vui, đó là tâm lý chung của những người hâm mộ ở môn thể thao vua ạ.
Nhưng chính điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về